Cũng đúng thôi anh em, bởi vì ngày xưa chất lượng máy nó làm tốt hơn giờ nhiều nè. Anh em có đồng ý một cái việc đó là máy móc càng ngày làm càng dở không? Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Quang Gia Lai nha. Thì trước mình anh em ơi, Thiện đang có một con máy cắt cỏ Kawasaki TG53 nha anh em. Con này thì của một chú khách ở Đồng Nai, chú gửi lên để vệ sinh bảo dưỡng anh em. Thì trong một vài cái video mà Thiện có nó quay về những cái máy mà Thiện vệ sinh bảo dưỡng cho khách như thế này nè, thì có nhiều anh em có một ý kiến là máy tôi dùng 3 năm 5 năm nay chả cần vệ sinh bảo dưỡng gì vẫn dùng đầm đầm, thì có nên hay không về vấn đề vệ sinh bảo dưỡng như thế này anh em? Thì có nên hay không thì đảm bảo là gọi là nó phải tùy thuộc vào cái nhận thức của anh em hoặc là cái suy nghĩ của anh em thôi. Bởi vì cái này không ai ép anh em hết á, chả ai ép anh em là chắc bắt buộc anh em mà một năm phải bảo dưỡng một lần hay là 2 năm phải bảo dưỡng một lần hết á. Cái này thì tùy mỗi người thôi. Anh em nào thích bảo dưỡng cho nó ok, cho nó yên tâm thì anh em gửi đi bảo dưỡng. Còn anh em nào không thích bảo dưỡng thì thôi, tùy anh em thôi, không có vấn đề gì hết anh em nha. Nên cũng đừng có tranh luận về vấn đề có nên hay không, mà chúng ta hãy coi được cái vấn đề có cái việc mà bảo dưỡng như thế này á, nó được cái lợi gì cho anh em. Thứ nhất á, như chẳng hạn như cái máy anh khách này đi, thì anh làm xong cái mua rồi, không phải xong cái mua mà xong cái đợt cỏ rồi, tầm khoảng nửa tháng 20 ngày sau mới cần dùng lại anh em. Thì trong cái khoảng này anh rảnh anh gửi lên cho Thiện để vệ sinh bảo dưỡng. Vệ sinh bảo dưỡng để làm gì anh em? Thứ nhất là cho máy nó sạch sẽ hơn ha, sạch sẽ hơn, nhìn nó đẹp hơn thôi anh em. Thứ nhất, cái này là cái thứ nhất đúng không? Đó. Bình thường là bình xăng đồ đất đai dính rất là ghê đúng không? Thì bảo dưỡng vệ sinh thì nó sẽ sạch sẽ ra. Cái thứ hai á, thì trong quá trình bảo dưỡng như này nè, thì Thiện sẽ kiểm tra được cho anh em những cái nội thất bên trong luôn. Chẳng hạn như là lá bát này nó hở hay không, nó hở bao nhiêu ly và đến chu kỳ phải thay chưa. Thì nếu anh em không rẽ ra thì không thể nào biết được anh em. Rồi cái lá bát này nó có gần bị dính bạc hay chưa, không rẽ ra không thể nào biết được. Rồi mùi than trong cái nòng này đó. Cái máy này thì hồi sáng thì nó vệ sinh sơ sơ rồi đó, thì nó nhiều ít chúng ta cần phải rẽ ra và mới biết được. Rồi cái mùi than hay bô thì không cần rẽ cũng vệ sinh được, nhưng mà chắc chắn rẽ ra thì vệ sinh được nó kỹ hơn đó. Dàn áo bình thường rất là dơ đúng không, thì vệ sinh bảo dưỡng như này thì nó sẽ sạch sẽ trở lại, nó như máy mới. Tất nhiên là nó không đẹp được như máy mới này, nhưng mà nó sạch sẽ như là máy mới ha, nhìn nó còn thích mắt hơn đó. Bô này ha, cái bô gửi lên Thiện là nó như con trâu sình đó đó, nhưng mà vệ sinh bảo dưỡng ra thì nó trắng tinh lại như thế này rất là đẹp đúng không. Đó anh em thấy từng chi tiết linh kiện đó, nó được sạch sẽ như này thì nhìn nó cũng thích mắt hơn anh em ha. Rồi chẳng hạn nắp nhất này đi lâu ngày quá thì trong này nó khô mỡ, nó rỉ xiết, thì vệ sinh bảo dưỡng thì chắc chắn rồi, thì sẽ rẽ ra và vệ sinh lại rồi che mỡ cho nhớt lại ok, cho nó nhẹ nhàng tình cảm lại, nó đỡ bị kẹt nè. Rồi chẳng hạn như trên con máy này luôn đi, thì nó có những cái vấn đề sau. Thứ nhất là cái mùi than thì đa số máy này cũng bị rồi ha, thì về rẽ ra thì chắc chắn cái đó phải làm rồi. Thứ hai là trên con máy này thì thấy cái piston của nó này anh em, nó không phải xấu nhưng mà nó cũng không phải đẹp, và nó có hiện tượng gần như là kẹt bạc anh em, gần kẹt thôi nha, không phải là kẹt mà là gần kẹt thôi. Có nghĩa là cái máy này mà dùng tầm khoảng vài tháng nữa thì nghĩ nó sẽ bị kẹt bạc đó. Đó, mùi than nó dính trên bạc này anh em ha, đó mùi than nó dính thế này, mà nó dính như là nhiều quá, nó đóng trong cái khe này nhiều quá thì chắc chắn nó làm bộ bạc bị kẹt anh em. Bộ bạc bị kẹt thì sao, nó không bung được. Bình thường bộ bạc anh em á thì anh em phải, nó phải bung ra bung vô nhẹ nhàng đúng không, thì khói mùi than nhiều quá nó làm kẹt bạc, nó không bung được thì cái máy anh em sẽ mất hơi, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc của anh em. Chẳng hạn ví dụ anh em đang làm cái máy này để cắt cho một cái rẫy tầm khoảng 5-6 hecta đi, ví dụ vậy, anh em làm trong vòng 10 ngày đúng không, anh em mới làm tới một nửa mới 5 ngày à, nó dở trứng, nó kẹt bạc, nó mất hơi rồi, nó bị này bị kia, thì nó rất là tốn thời gian của anh em phải đi xử lý sửa chữa rồi anh mới làm để tiếp tục được ha. Thay vì đó thì tầm khoảng một năm anh em vệ sinh như thế này một lần. Ví dụ như cái máy này mua Thiện thì Thiện sẽ miễn phí lần đầu tiên vệ sinh bảo dưỡng nha. Còn nếu anh em không phải mua của Thiện, như chẳng hạn như máy của chú khách này, thì một lần như thế này là 200.000 ha. 200.000 đổ lại anh em được gì? Được vệ sinh bộ chế này, vệ sinh tất cả mọi thứ này, rồi kiểm tra máy thử nó còn ngon hay không, nó còn ok hay không, và cần những cái hạng mục nào mà cần phải thay thế. Thì cho một con máy nó ổn định hơn, nó được gọi là bền bỉ hơn, dùng cho nó trơn tru hơn thôi anh em. Đó ha. Thì với 200.000 cho một lần vệ sinh như thế này thì nếu anh em thấy mắc hay rẻ thì anh em có thể bình luận bên dưới để anh em xem thử, là để có thể chung được cho trao đổi thử là mắc hay rẻ nha. Nhưng mà theo Thiện thì không có mắc đâu anh em. Bởi vì 200.000 này không phải là cứ rửa như cái xe máy ở ngoài rồi xong đâu anh em. Rẽ ra rửa rồi kiểm tra rồi xử lý mất thời gian tầm khoảng, nếu mà làm liên tục tầm cũng khoảng mất 3 tiếng đồng hồ, 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì cũng nửa ngày công. Thì nghĩ 200.000 thì nó không có mắc đâu anh em. Và khi rẽ ra như thế này thì chẳng hạn như bạc đạn tay dên nó bị có vấn đề, hoặc là bạc đạn trên piston nó có vấn đề, hoặc là bạc đạn trên cốt máy nó có vấn đề, thì chúng ta sẽ biết trước được và thay thế anh em. Ví dụ nha, ví dụ cái máy này, cái bạc đạn này bên mâm điện này nó có vấn đề đi, nó rơ rồi đi,
anh em không biết, anh em cứ sử dụng ráng, nó bể ra một phát á là nó gãy trên bể bê tông, bể lóc là coi như cái máy vứt luôn em, thì nó rất là phí ha. Đó, chẳng hạn như bộ chế nè, hồi sáng thì mở ra vệ sinh á, thì Thiền thấy cái ron này nè, không biết là anh khách hay là ai đó mở ra mà bị sai cách á, thì nó rách cái ron, không phải nó rách anh em, mà kiểu như là nó mới rách một xíu xong rồi người ta in vô lại á, à, thì chắc chắn nó sẽ lòn xăng rồi, thì nó sẽ không ổn định về cái độ ổn định khi sử dụng đúng không? Thì Thiền sẽ thay luôn cái ron mới, vệ sinh lại và thay luôn cái ron mới cho anh em. Đó. À, như thế này là 200.000 nha. Anh em nào mà cứ quan tâm thì cứ liên hệ Thiền. À, và cái thời gian mà để xử lý một cái máy như thế này á, tùy vào thời điểm nha anh em. Chẳng hạn như hôm nay Thiền rảnh, Thiền làm có ngày là từ sáng tới chiều, à, rảnh lúc nào là lúc đó là xong, là cho anh em. À, chứ còn mà nhiều khi nó máy khách người ta bảo hành nhiều nè, hoặc là bảo dưỡng nhiều á, thì phải chờ 1 đến 2 ngày nha. Nói chung tùy anh em thôi, chẳng hạn như chú khách này á, trước khi chú gửi lên thì chú hỏi Thiền là ừ rảnh không, thì chú gửi lên thì ok, Thiền rảnh thì Thiền nhận vậy thôi. Còn anh em nào cứ muốn gửi thì anh em gửi, còn không thì thôi nha. Thế còn anh em đừng có tranh luận là có nên hay không. Tất nhiên máy ngày xưa anh em, nhiều anh em kêu là máy tôi ngày xưa tôi mua, tôi dùng 5-7 năm trời cần bảo dưỡng ở đâu. Cũng đúng thôi anh em, bởi vì ngày xưa chất lượng máy nó làm tốt hơn giờ nhiều nè. À, anh em có đồng ý một cái việc đó là máy móc càng ngày làm càng dở không? À, chẳng hạn như cái máy Huawei 541 hiện tại so với một cái máy Huawei 143 7 năm trước, khác biệt hẳn anh em, chất lượng khác biệt hẳn. Tất nhiên là nó không phải dở như những cái máy Trung Quốc làm năm bữa nửa tháng là hư anh em. À, nhưng mà nếu mà so với chất lượng ngày xưa thì máy càng ngày nó càng dở thiệt đó. Bởi vì giá thành nhân công càng ngày càng tăng, rồi giá thành chi tiết vật liệu càng ngày càng tăng. Nhưng mà họ muốn giữ cái giá để dễ bán anh em, thì chắc chắn là họ phải cắt xén bớt những cái rau ria ha, hoặc là những cái chất lượng này thì chất lượng nọ để giá thành nó không được tăng quá anh em. Chứ còn mà ví dụ như một cái máy mà như 7 năm trước ở thì hiện tại thì nhiều khi làm ra cái máy đó giá nó gấp đôi bây giờ sao bán, đúng không? Nên đó là điều gì thôi ha. Rồi anh em nào quan tâm hoặc là muốn bảo dưỡng máy thì cứ liên hệ Thiền nha. Số điện thoại góc màn hình đây. Ok, xin chào tất cả anh em nha.